Hello và xin chào các bạn, đến với Gấu To và mình là Gấu đây và mình rất vui khi được lại các bạn trong Gấu ơi ăn gì. Bữa nay đầu tháng đúng không? Chào mừng các bạn đã đến với đầu tháng ăn gì và hôm nay mình sẽ đi mua kiên đáp về luộc lên ăn các bạn. Và mình đang có mặt tại hai xã các bạn nha và cùng theo chân mình để đi lựa cua thôi. Đây là một con tôm hùm Canada màu vàng các bạn. Và theo thông tin mình được biết từ chuỗi hải sản hoàng gia thì con này rất là quý hiếm các bạn. Là mấy triệu con á, thì mới được có một con màu vàng khe vậy thôi. Đúng thật, bởi vì mình đã ăn rất là nhiều rồi thì mình thấy là mấy con kia nó chỉ màu đen, màu nâu thôi. Lần đầu tiên thấy con này á. Cua mùa này là sai nhất đúng không anh? Là được mùa nhất đúng không? Má nó bự lắm mấy bạn. Nó bự. Lần đầu tiên mình thấy nó sống và nó cử động vậy luôn á. Theo mấy anh này nói ở đây với mình á, thì cua này á, nó được xuất xứ từ Nga nhập về Hàn Quốc và từ Hàn Quốc nhập về Việt Nam. Và những con cua này các bạn ăn nha, là những con cua đực. Những con cua đực nha. Các bạn không được ăn cua cái đâu, bởi vì cua cái thì những cái nước người ta sẽ bảo tồn lại để duy trì nòi giống sinh sản gì đó. Cái mùa cua hiện tại luôn là một cái mùa cua rẻ nhất, sai nhất và mùa cua gọi là bét nhất luôn. Nếu mà các bạn mà quan tâm đến những con cua hoàng đế như thế này thì các bạn có thể chạy ngay đến hải sản Hoàng Gia. Hải sản Hoàng Gia hiện tại đang có hai chi nhánh là ở bên Nguyễn Thị Thập và ở bên Hoàng Văn Thụ. Các bạn có thể lên internet và các bạn search sẽ ra. Thế các bạn, và đây là toàn bộ hệ thống cua mình sẽ mua ngày hôm nay để cho mọi người luôn ăn chơi các bạn. Và sống á, tức là giá nó là 91 kg. Ok, bây giờ mình nói nhiều thì mình sẽ ăn thôi. Thì ra con này thì mình cũng đã review với các bạn rồi. Và mình có một lưu ý nho nhỏ về con cua kiên ráp này. Con cua kiên ráp này các bạn đừng nên chế biến thành một món giống như là xào bơ, xào tỏi, xào me, xào hẹ, xào cái cục cức gì đó trên đời. Mẹ đừng có làm. Các bạn ngược nó lên. Các bạn hãy hấp nó với cua ca. Ăn rồi. Mình bắt đầu từ đâu các bạn? Lâu lắm rồi mình mới ăn lại được á, cũng ngán thời gian khá là dài khi mà phải ăn quá nhiều. Con này để làm clip nay là cũng thèm lại rồi, thèm rất là thèm luôn rồi, mới đi mua lại để ăn á. Rất là ngọt và nó dai nữa các bạn,
nó dai 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 dai, ăn rất là đã. Thì các bạn ơi, bạn ơi, chấm muối tiêu chanh nè. Mà ui nó ngon lắm rồi, mới ăn lại á. À, kéo được một con cua này cực kỳ tươi luôn các bạn biết á. Nó tươi nên mình mới có thể là kéo nó một cái, mình mới có thể kéo được cả cục thịt ra kiểu đó. Mình sẽ làm để các bạn coi. Đây. Cua này, con cua này á, được một cái là cái phần vỏ nó khá là mềm các bạn, nên là mình cứ thoải mái mình dùng kéo mình cắt thôi, mình không cần phải dùng gì nặng á. Xong các bạn có thể các bạn sẽ kéo được một cục thịt ra như vậy. Ngon quá. Xịn á. Ngon quá. Đó, mình, nếu bạn cắt như mình á thì là con cua của bạn sẽ lấy ra được nguyên cả một cái miếng thịt to luôn, và các bạn có thể làm món. Nhưng mà mình thấy việc làm món với những con cua Alaska kiểu này, việc làm món với những con cua mà King Crab kiểu này các bạn, thì nó kiểu không ngon. Mình ăn món cua như xào trứng muối là không ngon, ăn kiểu này mới ngon. Ô, mình tự bẻ được luôn nè. Xin, ngon quá. Bây giờ mình sẽ khui cái mùi thử nó ra coi bên trong nó con này ăn được không. Mình nghĩ là ăn được bởi vì nó con này khá là tươi. Đây là cái gì vậy ta? Vỏ nó rất là mềm các bạn. Vỏ con King Crab nó là mềm. King Crab nó là một loại cua gọi là vua của các loài cua, rất là xa bờ ở các vùng biển như Nga, Na Uy. Đây là gạch. Đây là gạch nè. Má ơi nó béo. Kính thưa quý vị, đây là gạch đây. Ôi trời ơi. Nhìn này. Đây nè, gạch nè. Giờ chẳng lẽ chơi hết vô miệng. Má nó béo. Đã quá, vô cùng đã luôn. Wow.
Ôi, và giấc mơ cũng đã hết rồi. Nhưng mà các bạn thấy giấc mơ này hay, hãy like, share và subscribe con to, và đừng quên nhấn chuông để kết nối ủng hộ con muốn lại với nhau. Giờ con chưa có lương, mình ngủ tiếp đây. Bye bye.